Chào anh chị các bạn, đây mình sẽ làm video clip hướng dẫn anh chị các bạn cách mình import những hóa đơn thanh toán dịch vụ của công ty từ Pricewell vào Shopee Unit One nha. Thì trước khi import thì mình sẽ chuẩn bị cái file template của mình bằng Excel trước. File template của mình sẽ có hai sheet. Sheet thứ nhất là sheet header. Sheet header đây. Document chính là từng hóa đơn này. 1, 2, 3, 4. 4 hóa đơn nha. Có 4 hóa đơn. 4 hóa đơn là ngày. Ngày đọc ngày bottom date nè, ngày due date rồi thanh toán cho ông nào, rồi thanh toán thanh toán tiền gì, ghi chú như đó rồi. Còn like thì ghi cho mình là hóa đơn số 1 thì phí có những hóa đơn số 1, dòng số 1 phí gì, số tiền bao nhiêu, thuế bao nhiêu đó, tài khoản gì ứng vô. Cái này là OCR code, này ý nghĩa của nó là gì? Cái này là cái mã phải một phí trên sách như quan có mã phải một phí trên sách như quan mình có một cái mã phải một phí để mình nhắn vô mã phải một phí để mình nhắn vô thì ở đây sẽ có mình khoảng một phí ở đây nha. Phí nếu mình cần xài cần thì mình bật lên một phí là không biết cái tờ bài này nó đặt tên gì không biết đâu. Nói chung là nó có cột bằng một phí ở đây nè. OR code đó. Tìm lại code nha. Code. Đó là code center. Nó trong đây nó đặt tên gì mình không biết luôn, là loại này nó đặt tên gì, nhưng mà ở đó là khoảng một phí đó là cái khoản này nè, có trên đôi dimension đâu đó, cái này nè, cái đó là cái khoản này nè, cái chung đó là khoản này đây nó đấu nguyện thôi. Đây mình cho rule này cũng tính nó mà đây. Đó, này. Bật lên cho mấy người cho thấy dễ quá. Đó. Đi làm mã này nè. Add new rồi mình sẽ thấy cái mã này đây. Mã này nè. Đó. Mã này. Mình chọn à. Ví dụ chọn đây đi. Đó. Thì ra cái số này là IT hay gì đó cho mỗi database sẽ có cái số này vô. Ok. Cái số này. Đó là cái số đó đó. Thì số đó chính là cái mã này. Chính là cái mã của file đây. Đó, tùy theo mình món nào. Số 1, qua đường số 1 thì có hai dòng, dòng số 1, dòng số 2 là dòng số 1, dòng số 2, mỗi dòng mỗi giá trị, mỗi cái line total khác nhau. Qua đường số 2 có dòng số 1, qua đường số 3 có dòng số 1, qua đường số 4 có dòng số 1 thôi. Đó, vậy thôi. Rồi. Bây giờ mình muốn đổ vô phải không? Nếu mình chuẩn bị xong file vậy rồi mình đổ vô sao? Thì mình sẽ sử dụng một mềm là DTW nếu mình chưa có nó cài vô ha. Chạy vô máy tính của mình mà phải chạy được quyền admin mới làm được đó. Lần này lên rồi sau đó mình đăng nhập vô tài khoản của mình đó. Đúng là tài bài đúng tài khoản của mình đi. Rồi sau đó mình sẽ đổ lên cách nào thì mình sẽ copy, mình chọn cái cột mình có dữ liệu mình sẽ cứ để gần nhau để liên tiếp với nhau, không có để rời rạc. Còn là có dữ liệu mình để bên ngoài cột nào, những cái cột nào có dữ liệu thôi copy, sau đó mở với mở notepad dán vô sau đó mình sẽ theo nó lại là header obcs nha, theo lại desktop nha. Import
ông làm cho mới đây đi. Import tab đi nha. Và đây mình sẽ đặt tên là header DLOBCH này cho dễ nhớ nha. Nhưng ở đây cái lỗi đây mình nhớ là UP8 Whisper ấy, mình có gì có những ghi chú tiếng Việt gì đó mình có thể đọc được. Hai new file thứ hai, file thứ hai bấm qua cái tab shift thứ hai nè. Shift thứ hai thì mình cũng chọn ở từ đây. Chọn C. Đó, nhấn vô. Nhấn vô rồi, nhấn Cell S. Ở đây là BCH1. BCH1. BCH1 line. Đó, rồi, đúng, phải lại rồi, nhớ nó chọn cái này, chút bơm. Đó, nè, rồi. Đó, rồi. Khoan. Khoan, trước khi làm tôi sửa lại này, chút xíu đi, cái này sửa lại là. Sửa lại là. Phần 24 đi. Cho nó khác thì tại vì nó trùng với trong kia mất công rồi, nó đổ 24 mà. 24 mà. 24 mà. Rồi. Rồi copy lại, sửa mới copy lại nha. Copy lên phần trên dưới luôn. Rồi. Mở cái file import. Đó, qua desktop đi nha. Desktop import shop là mình đè lên cái file nãy đi. Line nè, xe nè, test lại, xem lại. Đó, rồi. Mình có hai file này, giờ đổ vô sao, mở lên test view lên. Rồi, nhìn dưới đây, database đúng không nghe? Database nhìn dưới đây đúng. P, import. Rồi, bỏ này đi luôn đi. Yes, rồi, nó gọi là Tension. Add new. Tension nó Tension gì? Tension nó là bên và chay. AB. Nó tới nó của mình là cái nào đi một tab nè đó này trước cái này like đây cái tôi chọn loại là đây nhớ loại gọi là tab nha tab đi theo mình nha chọn tab nha tại vì mình xem sao tt là chọn tab nha rồi nó tới rồi sau đó bấm phụ data để mình kiểm tra lại nhìn coi đây chữ nó bị lỗi hay không nên chữ có bị lỗi hay không rồi cái này like cũng vậy chụp data đó. Chữ này có bị lỗi nếu đây thấy lỗi không thì quay lại mình kiểm tra lại mình sửa lại nó tới trước khi chạy thì mình bấm run simulation trước giả lập trước nha khi này bỏ qua tất cả các lỗi rồi chạy run simulation chạy vô mình chạy nó báo là 4 phiếu đã được đổ thành công là đúng. Còn nếu có 1 phiếu, 2 phiếu đâu mình không thì mình xem lỗi để mình sửa lại cái file thì mình sẽ đúng nha. Đó, 4 phiếu đâu thành công. Rồi, sau đó nếu mà thành công hết 4 phiếu rồi á thì mình bấm net tới, rồi mình đổ vô thôi. Nó đổ vô là mình 4 phiếu. Mình set lại trong shop thôi. Đó, đóng lại lại ha. Rồi, bấm vô phiếu IP rồi, kiểm tra phiếu cuối cùng. IP mình coi đúng không? Dịch vụ nè, 24 nè, mới đổ vô nè, 24 nè, em đổ vô đó, em, đó, đổ vô đó xong rồi thành công, đó, rồi cách đổi biên rồi, nghe kết thúc video ở đây, hẹn chị ở video tiếp theo.